Ồ, xe quay kỳ, khách sộp. Anh Tư. Thằng Khánh, quay lại là thông cảnh là ý lộn thành công rồi. À, đây nè, vô đây. Sao? Có câu á, nhất bằng hữu đáo phương lai nha. Em quay cái lại là nhất bằng hữu. Sao? Khách ăn khen ngon lắm phải không? Ngon thì ông giữ mà ăn đi. Ủa là sao? Ông kho như vậy mà ông nói là công thức con bảy bóng hả? Là sao? Ê, anh mua là bản quyền của ông rồi nha. Cái thùng này nè, là chưa kịp làm thôi, vẫn là thùng cũ. Tặng tất cả nè, bản quyền nè, nè, mà nhìn đây nè, thấy chưa? Nè, là tôi mua là bản quyền của ông. Ông đừng có xạo. Nếu mà kho kiểu này á, một xu tôi cũng không mua nữa, chứ đừng nói là bản quyền. Sẽ là bốn mà. Bây giờ tao nói quạch tè luôn là tao không có mua bản quyền bản bọng gì hết trơn á. Nhưng tao thề với mày, công thức này nè không phải con bay bóng á, tao cụ xúc bóng nè. Tôi á đã từng ăn cá kho và bán rất nhiều cá của bảy bóng rồi. Cá kho của bảy bóng á có vị là không mặn không ngọt, rất là vừa ăn. Tôi ăn xong á là vẫn thèm. Tôi tin tưởng ông. Ông nói là ông nhượng quyền của ông bảy, tôi mới hợp tác với ông. Bây giờ khách tới ăn á, nó chửi tôi quá trời, về tin sao? Tin sao là tin sao? Nhà hàng này mày chịu. Sướng tao tao chịu. Tao có trách nhiệm mày tới bà ganh thôi. Mày hỏi tao tính là tính cái gì? Ông đừng có nói chuyện kiểu ngang với tôi nha. Tôi sẽ kiện ông vì ông ăn cắp bản quyền của người khác. Ê mày kiện tao, tao biết kiện mày hả? Tao kiện mày với lý do là mày mua cá bóng tao mà chưa trả tiền. Rồi mày kiện tao gì? Ông nói ngang quá. Đây nè, tôi trả hàng cho ông nè. Đây, mày lọt bẫy tao rồi, mày trả hàng tao rồi. Cá thuộc về bên tao rồi, mày lấy gì trên tay mày để thưa? Ấy. Ông đừng có làm ăn chụp giật kiểu như vậy nữa nha. Mất mối làm ăn đó. Ông làm ăn kiểu này á, bởi vậy ông không bao giờ bằng ông bảy bóng là đúng rồi đó. Kệ tao mày. Không bằng ông bảy thì mới dụ gần con ông bảy. Sao thằng An nói là công thức của ba đó mà làm lỗ vốn mất luôn mấy cái mẻ cá. Phải cho nó biết tay mới được. Rồi đây bây sẽ biết tay tao. Đường tình duyên của con không có suôn sẻ đâu con.